Pipa Pipa, chị Bí Đỏ xin chào tất cả các bé nha. Công chúa Rapunzel của chúng ta đã bị bệnh cúm rồi. Bây giờ thì chúng ta xem có giúp đỡ được gì cho Rapunzel không nha. Rapunzel bị đi chơi và bị ngã xuống sông. Đó là lý do vì sao mà cô nàng đã bị cúm. Trước hết thì chúng ta hãy đo nhiệt độ xem như thế nào. Này, có cao không đây? Wow, cả mức của mình chiếc nhiệt kế luôn. Có vẻ bị bệnh rất là nặng. Rồi kế tiếp thì chúng ta hãy đo nhịp tim xem nào. Rồi sau khi đo nhịp tim xong thì chúng ta hãy cho thuốc vào bên trong mũi để cho công chúa Rapunzel đỡ bị cảm và uống một thuốc. Sau khi uống thuốc thì cho Rapunzel tiếp oxy vào. Có vẻ Rapunzel chưa có đỡ hẳn và bị hắt xì kìa. Chùi mũi nào. Bây giờ thì Rapunzel đã khỏe hẳn rồi và có thể đi chơi tiếp. Qua video này thì chúng ta biết được một số bước rất là đơn giản để chăm sóc và kiểm tra cho người bị cảm cúm phải không nào. Còn bây giờ thì chị Bí Đỏ mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bé nha. Và yêu yêu các bé nhiều lắm.